Lộ Facebook thanh niên bán tiếng Anh đối phó cảnh sát giao thông. Công an quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tìm ra một tài khoản Facebook nghi là của thanh niên chạy mô tô khủng bán tiếng Anh để đối phó với cảnh sát giao thông. Mới đây trao đổi với phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, đại diện công an quận 2 đã xác nhận thông tin trên. Theo đó, có thời điểm thanh niên này khóa tài khoản cá nhân gây ảnh hưởng công tác tìm kiếm. Theo công an nếu xác định được thanh niên này thì sẽ làm rõ anh ta là người vi phạm trong clip phát tán trên mạng. Nếu cậu ta thừa nhận thì công an quận 2 sẽ lập biên bản bàn giao cho đội cảnh sát giao thông các lái, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC67 công an thành phố Hồ Chí Minh để xử phạt về lỗi chạy quá tốc độ, vì đây là tuyến đường trực thuộc phòng BC67, đại diện công an quận 2 khẳng định một nguồn tin khác cho biết cư dân mạng đã bóc mẻ thanh niên bắn tiếng anh đối phó cảnh sát giao thông qua đó phát hiện người này là người thái lan nhưng có bạn gái là người việt nam và nói sành tiếng việt ngoài ra người này còn bán phụ tùng xe mô tô phân khối lớn và thường xuyên đăng clip biểu diễn mô tô lên facebook trong đó có clip bắn tiếng anh với cảnh sát giao thông Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên chạy xe mô tô phân khối lớn Z900 bị cảnh sát giao thông dừng xe thì bắn tiếng Anh để được cho đi, khiến dư luận xôn xao. Công an quận 2 thừa nhận hai chiến sĩ dừng xe của thanh niên trên thuộc đội cảnh sát giao thông quận xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 17 tháng 9 khi đội cảnh sát giao thông quận 2 phối hợp với đội cảnh sát giao thông các lái và lực lượng cảnh sát hình sự thực hiện chuyên đề phòng chống đua xe xung quanh khu đô thị Sa La quận 2. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì cảnh sát phát hiện một số xe mô tô phân khối lớn đang tụ tập biểu diễn trong khu vực này nên đến kiểm tra vi phạm hành chánh. Thấy vậy, thanh niên điều khiển Z900 nói trên chạy ra khỏi khu sala ra đường Mai Chí Thọ với tốc độ cao nên cảnh sát giao thông đã đuổi theo. Thấy có công an truy đuổi, thanh niên này rồ ga vượt đèn đỏ hướng về hầm Thủ Thiêm khi bị dừng xe thì biểu diễn ngoài ngữ. Trung tá cảnh sát giao thông bị xe máy kẹp 3 đâm gãy xương chân. Hiện tại, Trung tá Khánh thuộc phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức sau khi bị chiếc xe máy chở theo 3 nam thanh niên đâm trúng. Theo đó, Trung tá Bùi Nam Khánh, cán bộ đội điều tra giải quyết tai nạn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội bị chiếc xe máy chở theo 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đâm gãy xương cổ chân và bàn chân phải, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Trước đó khoảng 17 giờ 45 ngày 30 tháng 9, Trung tá Khánh đang làm nhiệm vụ giải quyết vụ va chạm giữa hai xe ô tô trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ thì bị một xe máy chở theo ba năm thanh niên đâm trúng ngã ra đường. Sau khi sự việc xảy ra, Trung tá Khánh được đưa lên xe tới bệnh viện cấp cứu, một trong ba thanh niên đã trốn khỏi hiện trường, hai người còn lại được đưa về công an phường sở tại. Hiện vụ việc đang được công an quận Tây Hồ tiếp tục làm rõ. thanh niên Thái Lan đua tốc độ thách thức cảnh sát giao thông Nam thanh niên điều khiển xe phân khối lớn vận tốc 150 km trên 1 giờ sổ tiếng Anh với cảnh sát giao thông để không bị lập biên bản là người Thái Lan. Qua nhiều ngày xác minh, công an đã xác định danh tánh thanh niên điều khiển xe phân khối lớn Z900 với tốc độ cao trên đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Theo công an quận 2, từ clip phát tán trên mạng, công an đã tìm ra Facebook của thanh niên này hiện chủ nhân đã khóa tài khoản. Qua kiểm tra, thanh niên này là người Thái Lan rất giỏi tiếng Việt và có bạn gái là người Việt Nam. Người này kinh doanh phụ tùng xe phân khối lớn và thường xuyên điều khiển mô tô vận tốc cao rồi ghi clip đăng lên mạng. Sau khi xác định danh tánh, Công an sẽ triệu tập người này, xác nhận hành vi vi phạm, từ đó sẽ giao cho đội cảnh sát giao thông các lái phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC67, công an thành phố Hồ Chí Minh có hướng xử lý tiếp theo. Trước đó, báo người lao động phản ánh trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe phân khối lớn Z900 với tốc độ cao trên đại lộ Mai Chí Thọ. Theo clip người thanh niên này đã chạy vận tốc hơn 150 km trên một giờ. Sau đó, hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông thổi còi đề nghị dừng phương tiện, thì người này có thái độ thách thức rồi rồ ga bỏ chạy. Lúc sau, cảnh sát giao thông đuổi theo kịp, người này nói vài câu tiếng Anh rồi được cảnh sát giao thông cho đi. Người bắt rồ mở Tây nên bị 12 tháng tù treo sau khi nghe tòa phúc thẩm tuyên 12 tháng tù treo, bị cáo người bắt trộm nói: Nếu tòa tuyên như vậy, thì kẻ trộm sẽ lộng hành, còn ai dám bắt trộm nữa. Chiều 25 tháng 9, tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh, 63 tuổi, ngụ phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh. Trước đó, tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh đã tuyên phạt công án 12 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh ông Anh kháng cáo vì cho rằng mình bị oan. Những lời khai mâu thuẫn Tại phiên tòa phúc thẩm, người bị hại trong vụ án tức là kẻ trộm, tạ Công Trung, 23 tuổi, người làm chứng là Lê Minh Thành, 21 tuổi, cùng ngụ phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh đều vắng mặt. Trước đó khi làm việc với công an, Trung và Thành đều có những lời khai mâu thuẫn với nhau. Trung khai khi trộm gà bị phát hiện thì bỏ chạy đến bức tường định leo tẩu thoát, thì bị ông Ánh dùng chĩa đâm một cái vào mông trái. Khi cố ý chạy thì bị đâm thêm một nhát vào bụng, dính chĩa vào người. Khi đó, Trung bám vào hàng rào la cầu cứu, thì được thanh đỡ qua hàng rào, đi được khoảng 20 mét. Trung rút mũi chĩa ra khỏi bụng rồi ngất, được thanh đưa đi cấp cứu. Nhân tại một bản ghi lời khai khác, Trung khai, lúc bị phát hiện thì bỏ gà lại, chạy đến bức tường định leo qua hàng rào, thì bị ông ánh đâm một cái vào bụng. Ông ánh nắm thắt lưng lôi xuống té ngửa, rồi dùng cây chĩa đâm một phát vào bụng, dính cây sắt trên người. Sau đó chung bám qua hàng rào thì được Thành đỡ đưa đi cấp cứu. Người làm chứng Thành cũng có sự mâu thuẫn. Ban đầu Thành khai, thấy chung ôm hai con gà, phía sau có một người đàn ông cầm cây dài, nên anh ta la, ông kìa, Trung bỏ gà leo lên tường thì bị ông Ánh đâm trúng vào mông. Lúc này Trung có leo qua hàng rào bị đâm trúng bụng, dính cây sắt vào người. Tuy nhiên, trong bản đối chất thì Thành lại khai. Thấy ông Ánh đuổi theo, dùng chĩa đâm trung một cái vào mông thì anh thuộc đầu qua hàng rào. Thấy Trung la lớn, anh trèo lên tường đỡ trung qua hàng rào rồi vào bệnh viện cấp cứu. Thành không thấy cây chĩa dính vào bụng Trung và cũng không xác định hàng vết thương ở bụng của Trung bị khi nào đâm từ bụng lên nhưng vết thương từ ngực xuống. Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Ánh vẫn khẳng định mình chỉ đâm mũi chỉ trúng vào mông tên trộm. Ông Ánh không thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố gây thương tích trên bụng cho người bị hại đến 73%. Hàng rào sắt của gia đình cố gắng trông nhọn gần giống mũi chỉ, nên khi người bị hại treo ra ngoài, có thể mũi trong này đã gây thương tích cho người bị hại, bị cáo Ánh khai. Theo bị cáo án, sau khi tên trộm chạy thoát, ông tiếp tục truy tìm thì mới phát hiện người này đang nằm bệnh viện nên báo cho công an xử lý. Bị cáo chỉ nghĩ mình đến công an báo án để xử lý tên trộm nhưng sau đó công an truy tố và cho rằng tôi đến công an báo án trở thành tình tiết tôi đầu thú. Bào chữa cho bị cáo, luật sư Đinh Thái Hoàng đưa ra nhiều tình tiết chứng minh lời khai của Chung có nhiều mâu thuẫn với lời khai của bị cáo và người làm chứng Biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản thực nghiệm điều tra cũng không đủ căn cứ xác định bị cáo ánh gây ra vết thương ở bụng. Các vết thương trên cơ thể của người bị hại không giống nhau và cơ quan chức năng vẫn không làm rõ hung khí gây ra, kết luận giám định không xác định được cơ chế hình thành vết thương nhưng vẫn kết tội bị cáo là chưa đủ căn cứ. Ngoài ra, luật sư cho rằng bức tường có hàng rào sắt mũi nhọn giao cách mặt đất 2,3m. Ông Ánh cầm cây chĩa chạy trượt té, mũi chĩa đâm vào mông của tên trộm. Khi kẻ trộm leo lên thanh sắt ngang phía dưới hàng rào cao thì sẽ cách mặt đất 2,78m. Bị ông Ánh đứng phía dưới không thể đâm trúng bụng kẻ trộm. Mà nếu trúng thì vết thương phải có hướng từ dưới bụng chĩa lên ngực. Đằng này, vết thương nặng nhất ở phần bụng lại có hướng từ trên phần ngực xuống. Vậy thì không thể nói rằng vết thương này là do bị cáo ánh gây ra, từ đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo ánh vô tội. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử cho rằng nội dung kháng cáo của bị cáo ánh không có cơ sở để xem xét, vì vậy tòa tuyên giữ nguyên mức án 12 tháng tù treo đối với bị cáo ánh, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường 74 triệu đồng cho người bị hại. Sau khi nghe tòa tuyên án, ông Ánh cho rằng tòa cấp phúc thẩm tỉnh Tây Ninh tuyên như vậy là oan, gây thiệt hại cho bản thân và gia đình tôi. Nếu như thế này, sẽ tạo điều kiện cho kẻ trộm gây án, vì người dân sẽ không dám bắt trộm do sợ bị truy tố lâm vào con đường tù tội. Bắt trộm báo án nhưng bị xử hình sự theo án sơ thẩm, tối ngày 1 tháng 8 năm 2015, Trung và Thành rủ nhau vào nhà ông Ánh trộm gà. Lúc này, Thanh đứng ở ngoài canh chừng, còn Chung leo tường rào vào trộm. Vì đã xảy ra mất trộm nhiều lần, nên phát hiện kẻ trộm, ông Ánh cầm cây chĩa đầu sắt đuổi theo. Khi gần đuổi kịp, do trời mưa nên ông Ánh bị trượt chân té làm mũi chĩa đâm vào mông trung một cái. Chung tiếp tục bỏ chạy, leo lên tường rào để trèo ra ngoài. Lúc này, ông Ánh chạy đến kêu Chung đứng lại và leo xuống, nhưng Chung không xuống. Ông Ánh dùng chĩa đâm một cái dính vào người Chung khi qua tường rào chung được thanh đỡ qua rào rồi rút đầu chỉ để cạnh tường đến bệnh viện cấp cứu sau đó ông anh đến công an phường ninh sơn trình báo vụ việc bị trộm kết luận giám định thương tật tại vùng bụng của chung là 73% và vùng mông là 1%. ngày 28 tháng 8 năm 2016 công an thành phố tây ninh khởi tố vụ án cố ý gây thương tích Đến ngày 10 tháng 3 năm 2017, công an chuyển qua thành vụ cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, đồng thời khởi tố bị can đối với ông Ánh. Về phía Trung và Thành, cơ quan tố tụng cho rằng cả hai chưa có tiền án tiền sự, hành vi trộm gà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.